trí thể thao. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Cuối cùng, bóng đá Việt Nam đã tìm được nhà cầm quân mới sau hợp đồng dở dang vì thất bại với huấn luyện viên Pháp Philippe Thuchier. Vẫn lại là một huấn luyện viên nước ngoài, ông Kim Sang-sik, đến từ Hàn Quốc, đồng hương của ông thầy nổi tiếng nhất trong giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cho đến lúc này, ông Park Hang-seo. Hôm 3 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo đã quyết định chọn ông Kim Sang-sik cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tính từ đầu tháng 5 này. Như vậy là đến ông Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã qua tay 11 ông thầy ngoại. Tuy nhiên, trình độ cũng như thành tích của đội tuyển quốc gia không được cải thiện rõ rệt. Bóng đá Việt Nam mới chỉ có được 2 chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup. Đội tuyển trẻ thi đấu lúc lên lúc xuống không có sự ổn định. Việc chọn một huấn luyện viên trưởng cho bóng đá Việt Nam đang được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam. Đồng thời cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi như các huấn luyện viên ngoài có thực sự là nhân tố quyết định để nâng tầm cho bóng đá Việt Nam? Tại sao không thể tìm được một ông thầy nội, những người hiểu bóng đá nước nhà hơn ai hết? Tham gia chương trình của chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng, nhìn từ bên ngoài thì việc chọn một huấn luyện viên ngoại là theo xu thế đang khá phổ biến ở khu vực. Ông Mui nhận xét. Trong khu vực của chúng ta là 11 quốc gia Đông Nam Á thì có đến 7 cái quốc gia đã chọn huấn luyện viên ngoại, và trong đó đặc biệt là có đến 5 ông thầy đến từ khu vực Đông Á, cho nên là các thầy Nhật với các thầy Hàn Quốc hiện nay đó đang nắm các đội tuyển và cũng có những cái sự thành công. Đối với Việt Nam thì cái người mà thành công gần nhất cho đến năm 2023 là ông Park Hang-seo. Sau đó thì mới có huấn luyện viên Pháp là ông Philippe Thuchier. Thì cái việc mà chọn tiếp một cái vị huấn luyện viên ngoài đó, nó cũng trở thành cái xu thế không chỉ chưa riêng Việt Nam mà cái khu vực Đông Nam Á. Thầy ngoại đó thì có thành tích, thì bắt đầu từ ông Wigan thì được huy chương bạc ở SEA Games, rồi ông Riddle cũng vậy, cũng có những huy chương, rồi ông Calisto thì là lần đầu tiên giành được chức vô địch của khu vực Đông Nam Á, rồi đến ông Park Hang-seo thì là có cả khu vực vươn ra được cái tầm cao hơn một chút. Thì điều đó cho thấy rằng là các ông thầy nội thì không được rồi, nhưng mà các thầy ngoại thì cũng không phải là trong 11 đời. Tôi giờ tới Kim là cái người thứ 11 này đó, thì có 4 vị mà chúng ta vừa kể tên đó là được người ta nhắc nhở và coi như là thành công. Nhưng đúng là các huấn luyện viên ngoại đã có ít nhiều thành công đó phần nào nhờ vào thời điểm khi đó bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ rất là tốt. Cái điều đó cũng đúng nữa, vì chúng ta không có cơ bản trong cái chuyện mà có cái chung, có một cái nền bóng đá mà gọi là nó thực sự chuyên nghiệp và có được cái sự đào tạo mà nó mang tới chất và có hệ thống. Do đó cho nên là khi nào mà vớ được một cái lứa mà cầu thủ thế hệ vàng, ví dụ như hồi ông thời ông Wigan á, là cũng có một cái thế hệ mà nó tốt, các cầu thủ mà hồi thời đó là Hồng Sơn rồi những kia, Lê Quỳnh Đức rồi, thì là bắt đầu đã giành được cái khu vực. Rồi sau đó tới ông Riddle thì cũng có một loạt các cầu thủ, ông Calisto cũng là một cái thế hệ vàng. Rồi đến ông Park Hang-seo là thế hệ vàng tiếp theo, tức là cũng có cái sự may mắn khi mà chúng ta cũng có được chắt lọc được một số các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Thế thôi, thì còn nó thực sự nó không có hệ thống. Đã qua 10 lần tuyển chọn thầy ngoại, thế nhưng dường như các tiêu chí để chọn các huấn luyện viên nước ngoài không có gì thay đổi nhiều, có chăng chỉ là quốc tịch của huấn luyện viên. Thực ra thì những cái tiêu chí của mình nó cũng mơ hồ lắm, chứ không có ai mà nói đến cái chuyện mà gọi là nó thực sự là cái gì để mà chọn. Và những người ở trong hội đồng huấn luyện mà làm tham mưu cho cái Liên đoàn bóng đá Việt Nam á, để mà có cái sự chọn lựa thì cũng nói đến cái chuyện, tức là nói cái chung phải chọn huấn luyện viên ngoại nào mà nó phù hợp với cái điều kiện và cái hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã từng nói rất là nhiều chuyện, tức là phải phù hợp về mặt chuyên môn, về trình độ kiến thức, đẳng cấp, kinh nghiệm hay am hiểu bóng đá của mình, của khu vực, của châu lục, để mà có thể làm sao mà đảm bảo được cái nhiệm vụ. Cái thứ hai nữa là cũng phải có năng lực về mặt quản lý, tức là cũng đã từng kinh qua quản lý ở cấp câu lạc bộ rồi đội tuyển quốc gia hoặc là trợ lý đồ này kia, đã có kinh nghiệm rồi. Và cái thứ ba nữa là đặc biệt là xây dựng cái lối chơi và cái đội hình chiến thuật để xử lý các cái tình huống trên sân, rồi điều khiển đó là lực lượng của mình một cách hợp lý để chọn lọc đó. Rồi phải tạo cái tâm lý tốt, tin tưởng, rồi tạo một cái tập thể giàu ý chí. Nhưng mà rồi còn cái điều kiện nữa đó, gần đây nghĩa là sau khi họ chọn ông Kim Sang-sik này đó, thì chúng ta mới thấy là cái điều kiện thứ năm này nó lại cũng có tính chất quyết định, tức là vấn đề lương bổng. Ông Kim Sang-sik được chọn trong 2 năm với một cái mức lương rất là thấp so với các vị trước thôi, chứ không phải là thấp lắm, tức là 20.000 đô thôi.
cho một tháng, thì tôi cho là cái đó là cũng là một cái điều kiện. Chúng ta cũng còn nghèo. Có không ít người đặt câu hỏi tại sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tìm kiếm một huấn luyện viên nổi. Ở trong nước hiện nay có không ít người có thể đạt được các tiêu chí như vậy. Họ cũng không thiếu nhiệt huyết, bản lĩnh và là những người có uy tín ạ. Các huấn luyện viên nổi đó, vì sao thì có hai cái mà người ta đề cập đến. Một là mà nói về áp lực thì các huấn luyện viên Việt Nam là không chịu nổi, bởi vì chúng ta biết là truyền thông, rồi đặc biệt là cái truyền thông mạng của những người hâm mộ đó, có khi cái áp lực đó nó nặng quá. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đào tạo các huấn luyện viên của Việt Nam mình đó để mà trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia đó, là hình như cũng không có một cái sự chú tâm để mà được đào tạo giống như ở các nước ở Nhật hay ở Hàn Quốc, là người ta luôn chú trọng đến cái lực lượng này, và cái lực lượng này là được đào tạo để họ có một cái trình độ, tức là không chỉ là trình độ chuyên môn mà kể cả giao tiếp tiếng ngoại ngữ, rồi có những cái bằng cấp pro của cái cấp châu lục cũng như của thế giới, thì mình như là không được chú ý cái chuyện này. Cho nên là để tìm ra một cái tập thể, để từ đó tìm những cái hạt giống mà tốt đó, thì bây giờ đếm trên đầu ngón tay chúng ta cũng chỉ thấy một vài huấn luyện viên của mình. Đó là cái lý do vì sao mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như hội đồng huấn luyện cũng không thể tìm được một cái vị thuyền trưởng nào mà chịu nổi. Chúng ta bắt buộc cũng phải đi theo cái xu thế của khu vực, vẫn phải đi tìm ông thầy ngoại. Nhân tố quyết định để bóng đá Việt Nam được nâng tầm chưa hẳn đã phải là thầy giỏi, mà là nguồn nhân lực, tức cầu thủ. Các nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam chắc hẳn cũng hiểu được điều này. Nhưng bao nhiêu năm qua bóng đá Việt Nam vẫn chưa có được một nền tảng vững chắc để phát triển. Cái đó là đúng. Muốn có một cái đội tuyển quốc gia mạnh mà có chất lượng đó, thì nền tảng, tức là phải xây dựng một cái nền bóng đá mà như thế giới người ta đang làm, gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp nó phải bắt đầu từ các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp. Câu lạc bộ chuyên nghiệp được định nghĩa là toàn bộ nó là doanh nghiệp, tức là ở đó người ta làm công ăn lương. Nó phải hình thành được các cái nguồn thu từ tài trợ cho đến các cái nguồn thu vé, rồi phải có một cái giải chuyên nghiệp, thực sự chuyên nghiệp. Cho nên là cái giải bóng đá của mình đã nằm trong khu vực thì nó cũng còn thua với bóng đá của Thái Lan, bóng đá của Malaysia, bóng đá Singapore về về mặt chuyên nghiệp. Chúng ta đang mới gọi là chuyên nghiệp theo cái nghĩa cái trong nháy nháy thôi, tức là nó không phải là các câu lạc bộ chuyên nghiệp, không phải là một cái doanh nghiệp. Các cái giải của mình nó cũng thế, mà các câu lạc bộ chuyên nghiệp thì là họ phải có sân bãi nè, rồi họ phải có trung tâm đào tạo trẻ, chứ không phải là chỉ là đi mướn các cầu thủ ở châu Phi, rồi các cầu thủ mà giá thấp rồi đến đá trong đó rồi trả lương cho họ, rồi gọi là chuyên nghiệp, thì cái đó chuyên nghiệp nửa vời. Do đó cho nên không thể từ một cái giải như vậy mà có thể có được một cái lực lượng. Và đặc biệt tức là vấn đề đào tạo là một cái vấn đề, một cái then chốt thì không có. Cho nên á, là chúng ta không có các cầu thủ được xuất ngoại để đi đá ở các cái giải lớn như là Hàn Quốc, như Nhật, như rất là nhiều nước ở châu Á này, là khi mà họ là ở tầm cao thì họ phải bắt buộc có các cầu thủ chơi những cái giải mạnh của châu Âu, và từ đó đó thì mới có khả năng có được một cái đội tuyển có chất lượng tốt. Thì đội tuyển Việt Nam hiếm hoi lắm có một vài cầu thủ đi chơi ở những cái giải ở châu Âu, nhưng mà cũng là hạng 2, hạng 3 thôi, chứ hoặc là thậm chí ở châu Á cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của mình nhưng mà cũng chỉ được chơi ở G2 chứ cũng không được chơi mà lên cái đội hàng đầu của khu vực nữa. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta không thể có một cái lực lượng mà mạnh. Mà chúng ta hay nói là một cái từ mà nhiều người nhắc đi nhắc lại là cứ xây nhà từ nóc thôi, thì chúng ta không có được cái một cái lực lượng mạnh. Chứ còn cứ như thế này thì chúng ta cũng chỉ mãi mãi lẩn quẩn ở trong cái khu vực Đông Nam Á này thôi. Mà trong khu vực Đông Nam Á đó thì bây giờ nhiệm vụ của ông Kim Sang-sik này cũng không dễ. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình hôm nay.